Còn đây là dành cho fan của Hello Kitty, chú mèo đến từ Nhật Bản. Đây là nuôi hình Hello Kitty nè các bạn. Có hình cái nơ với hình con mèo Hello Kitty. Đây là dành cho ai yêu thích Hello Kitty để mà sưu tập những cái sản phẩm về chú mèo này luôn á. Nuôi nè nha. Rồi cái này là cái gì đây? Cái này là rượu sake đến từ Nhật Bản. Rượu sake Nhật Bản. Mèo Hello Kitty. Đây là giấy ship origami. Giấy ship hình origami Hello Kitty. Đây là một cái dĩa Hello Kitty. Đây là giấy nốt Hello Kitty. Hàng ơi, ở đây chắc mình lập lại chữ Hello Kitty không biết bao nhiêu lần mà nói luôn. Đây là kẹo Hello Kitty. Đây là cái ghim lên áo Hello Kitty. Đây là một cái bộ ghim khác. Đây là cái túi giấy hình Hello Kitty nè. Kẹo dẻo marshmallow strawberry mùi dâu. Còn đây cũng là kẹo dẻo mà mùi khác, mùi chất lét sô cô la. Bánh gạo Hello Kitty. Giấy nốt nữa, chắc ai đã bóc bỏ qua kia. Đây là cái giấy nốt. Đây là mấy cây viết chì. Mấy cây viết chì này, mấy cây đây. Mấy cây viết chì. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 12 cây. Đây là cái túi. Hồi nãy là cái túi giấy, còn đây là cái túi giống như là cái túi bằng cái nhựa vậy đó các bạn. Nó 3 đô cũng ok. Đây là cái ghim áo nè. Cái ghim áo. Đây nó có nhiều kiểu khác nhau. Ghim áo này thì nó cũng có thể ghim lên những cái da khác, ví dụ như ghim lên túi xách cũng được. Ba lô. Còn đây là nước soda. Cái chai là mắc cười. Cái chai tự nhiên nó bóp ở chính giữa mắc cười. Nước soda. Rồi đây là mấy cái kẹp. Cái kẹp cuốn sổ. Sổ này giống như này. Đây là cái cuốn nó. Mình quên quay cái rượu cho các bạn coi nè. Hello Kitty, rượu Hello Kitty chỉ dành cho các thành viên nào trên 21 tuổi. Đây là quầy đồ chơi đó các bạn. Đây là mấy cái đồ chơi. Mình thấy có mấy đồ chơi này giống Việt Nam. Nhớ Việt Nam hồi xưa nè. Mình chơi cái này nè. Đây có
mấy cái cọng này. Này giống như cái lục lạc ở Việt Nam. Cái này chắc người ta làm bằng tay quá. Cái này của Mexico. Làm này tính nữa. Đây là mấy cái banh. Còn này là trò chơi gì đây? Trò chơi hát não hay gì đây? Này mình không có biết. Mình không biết là gì á. Có phần nào biết thì chỉ mình đấy nha. Cái đó lạ quá. Còn cái này là cái bột dạ quang hả? Đây là bột dạ quang. Đây là mấy trái banh tưng á. Hồi xưa có thời nổi lắm nha. Hồi xưa ai cũng muốn có trái banh tưng này hết trơn á. Đây là chiếc xe cho mấy đứa con trai. Xe. Ồ, cái này nhìn nó cũng vui vui nè. Cái này là nó có một cái bộ hình con cá. Với lại có mấy cái hũ màu. Có cây cọ. Rồi mình tô màu vô trong cái này. Có mấy cái stencil, cái khung sẵn là như vậy. Có hình con bướm bướm nữa kìa. Có cây cọ nữa. Để tô màu. Sun catcher. Mình nhớ có rim catcher, còn đây là sun catcher. Tô màu vô trong mấy cái khung đó. Cũng vui. Cái này là quả địa cầu. Quả địa cầu. Quả địa cầu ở trong nó giống như là bằng xốp hay gì á, mình thấy nó mềm mềm. Thấy nó mềm. Cái này là cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy ta? Cái lão. Cái này là cái gì vậy? À, cái này là cái đèn pin. Mẹ ơi, mình mà không có đọc là mình không biết là cái này là cái đèn pin luôn á. Nhìn hài ghê không? Nhìn ngộ ghê không? Đây nào mình có cây cọ không à? Ở đây mình có con cá mập. Một con cá mập. Cái da nó, người ta làm cái da giống trơn láng như con cá mập thiệt vậy đó. Ở trong mà có mấy cái hộp xốp gì á. Đây nè, nó làm bằng cái nhựa hay là silicon gì á mà nó mềm. Nó dính dính dính. Mà nó cứ tưng cứ tưng vui không nè. Tưng cứ tưng. Nhìn mắc cười quá. Bóp nó đã ghê á. Bóp nó đã quá. Đây nè. Bóp nó nè. Bóp đảo. Cái da của nó nhìn giống thật, dễ sợ thật luôn á. Giống y chang giống như da thật rồi đó. Mẹ ơi, cái này là cái gì đây? Cái này cũng gọi là đồ chơi nữa hả? Vui nè. Ồ, đây là trái banh kim tuyến, có con cá trong đây nữa. Con cá trong đây nhìn nó mọc ú mắc cười quá à. Coi nè, ú nú na nú nần, nhìn vui ghê không? Nú na nú nần. Mắc cười quá à. Nhìn cá dễ thương quá
Đây đây là con cá mập đầu búa, giống giống con hồi nãy. Người ta làm cũng khá là chi tiết đó chứ, cũng khá là công phu chứ. Và người ta làm kỹ ghê nè, có hai con mắt nhỏ xíu nè, hai con mắt nhỏ xíu hai bên nè. Con cá mập đầu búa thì hai con mắt nó nằm ở hai bên giống vậy á, làm kỹ ghê, detail ghê chứ. Đây là con khủng long, con này là con khủng long, khủng long bằng nhựa. Ừ, cũng được, mình thích con cá hơn. Có con khủng long khác nữa nè, khủng long này cũng bằng nhựa luôn. Ồ, cái này vui nè các bạn, cái này là mình thổi cái bong bóng lên nha. Rồi giống như là mình mua nhà mình có hai ba người cùng chơi này vui lắm, thổi con bóng lên chiếc xe này chạy bằng bong bóng đó, nó xì cái bong bóng đến đâu thì cái đẩy cái chiếc xe này chạy đến đó, vui lắm. Đây là cái súng nè, cái súng nè. Mình thì mình không thích con mình chơi súng lắm, mình thích chơi mấy cái đồ chơi kia hơn. Này không biết là gì, đi qua đây coi còn gì nữa không. Đồ chơi bên đây thì cũng tương tự. À nhưng mà có cái này là cái gì đây, đây là cái kẹo. Có nhiều khi có cái đồ chơi mình không có biết là nó dùng để chơi như thế nào luôn á các bạn, nó lạ quá, đối với mình nó lạ quá. Đây là một cái set, cái stencil để mình vẽ hình con này con kia có sẵn. Mình thì thích con mình chơi mấy cái đồ chơi giống như vậy hơn là cây súng. For really big mistake. Không biết cục gom mình có gom được thiệt không nữa. Bự chà bá luôn. Cho những cái lỗi lầm thiệt là bự. Nè cái ống hồi nãy nè, như vậy là một đồ chơi rồi, đơn giản vui ghê không, là cái ống nước vậy thôi á. Đây là con cá rối, con cá rối bằng nhựa. Con này là giống như con cá voi mà có cái sừng giống như là con pony. Đây là slam, mấy cái dẻo 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 đó. Mình thấy dạo này con nít khoái chơi này ghê nha, Việt Nam hay Mỹ gì á tụi nó cũng khoái chơi này ghê á. Để coi có gì nữa nè, ở đây có một cái bộ tower, bộ xếp tháp gỗ, chơi rút gỗ cũng vui. Thì ra đây mình có một cái bộ pony, pony với con pony nè. Mấy đứa con gái thì khoái này lắm. Còn đây là cát, cái cát này nó dễ dẻo dính dính với nhau. Đây cũng là cát luôn mà là tranh cát, đổ vào làm tranh cát. Còn cái kia là cát kia để nặng, còn cách này là để đổ vào cái hũ để làm tranh. Ồ, đây là base, chơi bóng rổ nè. Lắc nè, lắc nè, lắc nè. Cũng vui ta. Lắc, 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 lắc. Lắc, lắc. Lắc nè, lắc nè, lắc nè. Yeah! Vào rồi các bạn ơi. Vào rồi. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những vlog sau nha. Bye bye.